của mình là trở thành ca sĩ, nhưng mà với cái thân hình như vậy thì cái cơ hội nó trở thành số 0. Có những người sẽ yêu cầu là mình phải nhảy, nhưng mà mình biết là khi mà mình nhảy, người ta nói là mình nhảy như con lật đật. Trong lúc mà mình hụt hẫng nhất, mình khó khăn nhất thì anh Đình Lộc và chị Xuân Thảo đã đứng ra giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Lúc em với Lộc nhìn nhau, nhìn như yêu nhau trên cái sân khấu này. Khuê bị nổi da gà khi mà xem. Cái cảm xúc của Tố Tố rất là máu lửa. Ánh mắt thần thái, là trang phục, cái nụ cười rạng rỡ của em, từng cái nốt nhạc, từng cái động tác á, mà em nhảy nó sung sướng. Có thể đêm nay là đêm chung kết rất đặc biệt. Em đang quan ở trong cảm xúc của anh.